Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ là dịp để xã hội quan tâm hơn đến chứng tự kỷ và người mắc chứng tự kỷ. Và đã đến lúc ở nước ta thì chứng tự kỷ cần được quan tâm đúng mức giống như là ở các nước trên thế giới khi số trẻ mắc chứng tự kỷ đang gia tăng nhanh chóng. Đây cũng là thông điệp được đưa ra tại hội thảo khoa học truyền thông về chứng tự kỷ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng với mạng lưới người tự kỷ Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo mạng lưới người tự kỷ Việt Nam, ở Việt Nam chưa có những thống kê nghiên cứu đầy đủ, nhưng những năm gần đây, con số trẻ được chẩn đoán tự kỷ tăng vọt một cách bất thường. Theo bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2003 chỉ điều trị cho 2 trẻ tự kỷ, năm 2007 là 170 trẻ và năm 2008 là 350 trẻ. Còn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số lượng trẻ tự kỷ cũng tăng theo từng năm. Năm 2007 là 405 trẻ, năm 2008 là 936 trẻ, năm 2009 là 1.752 trẻ và hiện nay là khoảng 2.200 trẻ. Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 160.000 trẻ mắc chứng tự kỷ. Ở Hà Nội, hội chứng này đã chiếm đến 30% các khuyết tật học đường số trẻ tự kỷ tăng nhanh là vậy nhưng ở nước ta đang thiếu trầm trọng đội ngũ chuyên gia và trợ lý viên về y tế, tâm lý và giáo dục cho trẻ tự kỷ. Việc trần đoán và điều trị tự kỷ mới chỉ có ở một vài bệnh viện lớn của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu nhất là trong điều trị.